Hôm nay ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, xã Nghi Sơn và phường Hải Thanh thị xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ hội Quang Trung tại cửa Lạch Bạc, làng Do Xuyên, xã Hải Thanh, nay là phường Hải Thanh. Lễ hội nhằm ghi nhớ công ơn của vua Quang Trung Nguyễn Huệ sau đại thắng quân Thanh năm 1789. Lễ hội Quang Trung Xuân Giáp Thìn năm 2024 được xã đảo Nghi Sơn và phường Hải Thanh tổ chức với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, Tế lễ, đọc chúc văn để cầu mong thần linh, vua Quang Trung phù hộ, che chở cho một mùa đánh bắt bụi thu, thuyền bè xác hơi, về lộng an toàn, kinh doanh phát đạt, cầu cho quốc thái dân an. Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi đánh cờ người, các trò chơi dân gian. Lễ hội Quang Trung sẽ diễn ra đến hết ngày mai, ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng riêng năm Giáp Thìn. Lễ hội Quang Trung là dịp để tưởng nhớ công ơn người anh hùng dân tộc, áo phải, cờ đào, Giáo dục truyền thống yêu nước, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân những ngày đầu năm mới sắp tìm 2024.